Sáng nay tại thành phố Biên Hòa, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đồng Nai phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức khai mạc Liên hoan Văn hóa Thể thao của công chức viên chức trong các cơ quan đơn vị năm 2024. Liên hoan là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện để công chức viên chức trong các cơ quan đơn vị giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, tạo nên sự thân thiện trong hoạt động công vụ, xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. So với các năm thì đến thời điểm này chúng tôi vẫn thấy rằng là năm nay chúng ta có thể khẳng định rằng các đơn vị đã có cái sự đầu tư ổn định hơn, tốt hơn dần theo từng năm. Và nó đã trở thành một cái nếp sinh hoạt văn hóa thể thao trong các cơ quan đơn vị của toàn tỉnh. Liên hoan năm nay có sự tham gia của 13 cơ quan đơn vị đến từ 11 huyện, thành phố, công đoàn ngành y tế và công an tỉnh Đồng Nai, với tổng số trên 500 thí sinh là các cán bộ, công chức, viên chức tham dự. Các cơ quan đơn vị tham gia 3 phần thi gồm chào hỏi công sở với thời trang và đồng diễn thể thao. Tất cả các đội dự thi đều tham gia hào hứng, sôi nổi và cũng là dịp giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao chuẩn mực về văn hóa ứng xử, tạo nên sự thân thiện trong hoạt động công vụ, xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đối với bản thân em, đây là cơ hội lần đầu tiên của em được tham gia chương trình, thì có một chút lo lắng, hồi hộp, nhưng mà bản thân em cũng sẽ cố gắng để có thể là có phần thi thật tốt để dành cho đơn vị thành phố Biên Hòa. Tụi em cũng tập luyện được mấy tuần trong suốt dịp hè, thì thông qua cái hội thi này và cái thông điệp mà trường và huyện của tụi em muốn gửi đến là muốn cho hội thi tất cả trong tỉnh Đồng Nai mình cũng biết nhiều hơn về huyện Vĩnh Cửu. Dạ, và thông qua hội thi thì để biết có thể gắn kết được các huyện với nhau và cùng giao lưu học hỏi với nhau được nhiều hơn. Bên em là đơn vị công an tỉnh Đồng Nai. Khi mà tham dự liên hoan á, thì bên em đã chuẩn bị rất là chỉnh chu từ cán bộ, chiến sĩ tới nội dung của bài thi. Bài thi chúng em mang tới thì là có một cái phần giới thiệu về đặc sắc, những cái nét đẹp văn hóa của tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó là những cái truyền thống, những cái hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an Đồng Nai. Yeah. Sau một ngày tranh tài sôi nổi tại lễ bế mạc Liên hoan Văn hóa Thể thao của công chức viên chức trong các cơ quan đơn vị năm 2024, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội xuất sắc nhất.